Nếu như mà bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại Android của Samsung thì cái video này là dành cho các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng nó là tự động ghi âm tất cả những cái cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung. Trong trường hợp là chúng ta làm ở một số những cái lĩnh vực mà chúng ta cần thiết là phải có những cái cuộc ghi âm, những cái cuộc nói chuyện với khách hàng hoặc là với bất kỳ một cái đối tượng nào mà chúng ta cần thiết là phải có một cái ghi âm để chúng ta làm cái bằng chứng cụ thể để nhằm một cái mục đích nào đó, thì video này thì các bạn sẽ cùng xem nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kích hoạt cái tính năng nó là tự động ghi âm tất cả những cái cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung. Trên điện thoại Samsung thì nó có một tính năng rất là hay, nó ẩn đi mà không mình tin chắc là không có nhiều người biết đến, đó là cái tính năng là tự động ghi âm tất cả những cái cuộc gọi. Khi một cuộc gọi đến, chúng ta nghe điện thoại thì cuộc gọi chúng ta nó sẽ tự động được ghi âm và nó sẽ lưu trong cái bộ nhớ máy hoặc trong thẻ nhớ trên điện thoại. Thì để kích hoạt được tính năng này thì các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ truy cập vào cái phần cài đặt trên điện thoại Samsung. Ở đây thì trong cái phần là bàn phím như này, các bạn có thể thấy là nó sẽ có ba cái dấu gạch ở trên cái phần bên cạnh cái phím tìm kiếm này, các bạn nhấn vào. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là cài đặt ở đây. Rồi. Ở trong cái phần cài đặt thì các bạn có thể thấy, đây mình sẽ chỉnh độ sáng một chút. Rồi, ở trong cái phần cài đặt thì các bạn có thể thấy là nó có một cái mục là ghi âm cuộc gọi này. Đó. Thì đây nó sẽ có một cái phần là hiển thị thông báo sau khi ghi âm cuộc gọi, và cái phần thứ hai là tự động ghi âm cuộc gọi. Có nghĩa là khi các bạn kích hoạt cái phần này lên thì tất cả những cái cuộc gọi của các bạn nó sẽ tự động nó ghi âm lại, và nó cái file của nó sẽ được lưu ở trong một cái bộ nhớ máy hoặc là cái thẻ nhớ của điện thoại, và các bạn nhấn vào cái phần là cuộc gọi đã ghi âm này thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái file mà nó đã ghi. Đấy, cụ thể đây các bạn có thể là lưu trong bộ nhớ máy, đây nó là bộ nhớ trong này, hoặc là các bạn lưu trên thẻ nhớ, hoặc các bạn có thể là lưu trên Google Drive hoặc là bộ nhớ của mạng. Đấy, hoặc là các bạn có thể xóa nó đi. Đó, thì tùy theo cái cài đặt của các bạn, khi các bạn kích hoạt cái tính năng này lên thì tất cả những cái cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung các bạn nó sẽ tự động nó ghi âm lại nha. Rồi, và khi mà chúng ta cần một cái bằng chứng nào đó về một cái cuộc gọi nào đó thì các bạn có thể là trích xuất từ cái phần mà chúng ta đã lưu. Ngoài ra thì ở trong đây nó còn có một số những cái tính năng hay, ví dụ như là chặn số này. Đó, thì thay vì là chúng ta cần phải cài đặt một số những cái phần mềm thì các bạn chỉ cần là vào đây và các bạn kích hoạt cái phần là chặn số riêng không xác định lên. Đấy, hoặc là các bạn thêm một cái số điện thoại. Cái số điện thoại đó thì các bạn có thể tùy chọn nhập vào, hoặc là các bạn có thể chọn một cái phần gần đây để các bạn vào cái phần lịch sử của gọi để các bạn thêm cái số điện thoại mà các bạn cần phải chặn vào, hoặc là các bạn vào cái phần danh bạ này, các bạn kích hoạt, các bạn tìm bất kỳ một cái số điện thoại nào trong danh bạ mà các bạn muốn chặn thì các bạn sẽ thêm nó vào trong danh bạ đây và các bạn sẽ chọn vào nha. Đó. Ở đây thì mình chưa chặn cái số nào nên mình có thể là không kích hoạt cái tính năng là chặn cuộc gọi. Đó. Và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn những cái người mà dùng điện thoại Samsung là chúng ta có thể là kích hoạt được cái tính năng nó là ghi âm tất cả những cái cuộc gọi trong điện thoại của chúng ta, nhằm mục đích là chúng ta khi mà chúng ta cần sử dụng đến thì chúng ta có thể là sử dụng lại những cái cuộc gọi chúng ta đã ghi âm để nhằm một cái mục đích nào đó, ví dụ như là bảo vệ chúng ta khỏi những cái quyền lợi riêng hoặc là những cái đối tượng xấu lừa đảo, chúng ta có thể là sử dụng cái cuộc ghi âm này để làm cái bằng chứng để chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng nha. Rồi, và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.